Danny Nhung xin chào quý vị khán giả của Sổ Tay Nội Trợ. Không biết là hôm nay đầu bếp Thanh Tùng sẽ hướng dẫn cho ta món gì đây? Ta hãy đợi nhé. Ủa mà sao hôm nay món gì mà rau không vậy ta? Hey, anh Tùng đây. Ủa, nhắc cái gì? Trời ơi anh nghe nói ha. Nói tiếng nói là anh giấu cái sản phẩm này đúng không? Không phải, ý em hồi nãy là em vô đây cái em thấy thứ nhất là không thấy anh, thứ hai nữa là rau cỏ không à. Em nghi là chắc hôm nay anh làm một cái món gì đó toàn là rau không. Chứ đây em có thật ra thì anh Đa Tùng đang đi sơ chế cái món ức gà. Thành ra là hôm nay xin chào quý khán giả của Sổ Tay Nội Trợ. Y Nhung làm nãy giờ thành ra anh Tùng cũng hơi bị bối rối. Thành ra là quên chào á. Chào Y Nhung. Em có làm gì bối rối đâu anh. Thì em nói là anh ý anh cứ nghĩ là trời ơi chắc anh Tùng anh làm gì mà nay anh nấu gì mà không có thịt. Đây, hôm nay anh đem tới đây là món gà. Gà hả anh? Gà đó. Ủa, sao em thấy giúp thịt heo vậy anh? Trời ơi, em nhìn sao mà em nói gà giống thịt heo em đừng chọc anh nha. Gà. Đây là cái ức của con gà à, đó. Cái ức của con gà. Ức gà. Ừ, hôm nay anh Tùng sẽ đố Y Nhung thử coi là hôm nay anh Tùng nấu gì nè. Gà. Có gà. Rau. Có rau. Ớt. Có ớt. Mày thích nè. Dầu hũ cái món mình thích. Ừ. Mà sao lại chung với gà? Món gì khó vậy anh? Anh bật mí cho em thôi. Em thấy á, hôm nay anh Tùng sẽ hướng dẫn cho các em một cái món ăn là lẩu gà tứ xuyên. Rồi, rồi anh giới thiệu sơ về cái thành phần nguyên liệu. À, hôm nay anh nấu lẩu gà thì gồm có là ức gà. Đậu hũ. Đậu hũ non nha em. Một gừng. Ít gừng, đúng dạ. Rồi. Và đặc biệt là mình ăn với các cái loại rau cộng với các cái loại nấm tươi. Và bây giờ thì nước dùng anh Tùng hả em thấy không? Nãy giờ vô anh phải lo trước, anh nấu nước xương anh lược sạch sẽ. Giờ để đây nước sôi. Cái công việc thì rất là đơn giản. Bây giờ là chỉ có cái là gừng mình sẽ thái. Hoặc là em đập dập. Giả cũng được đúng không? Giả cũng được ha. À. Và cái món này thì nó cần có những cái loại này. Vô đây. Đấy, anh Tùng bỏ vô đây. Rồi bây giờ thì để cho cái nước mình nước dùng nó sôi lên một tí. Rồi mình nêm thì giờ anh Tùng mà sử dụng ức gà. Nhớ là anh mua ức gà tươi như thế này. Đó. Rồi, thái cho mỏng miếng gà ra. Từng miếng một. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Gà thì cũng có nhiều chất béo dạ. Nhưng mà nếu mà ăn thì cái ức gà thì nó không có đến nỗi mà em sợ là nó phải tăng cân dạ. Đâu mình mà giữ dáng không phải có nghĩa là mình không dám ăn thực phẩm, nếu thiếu thực phẩm thì cũng nguy hiểm lắm em. Dạ đúng rồi, thành ra là em ăn vừa đủ. Tại vì em sợ là mình những cái món mà làm cho mình mập lên đó anh. À, cho nên không là hồi nãy anh nói nó mập bập em sợ. Anh nói với lại em yên tâm rồi. Rồi là những miếng dạ. Gà nè anh Tùng à. À, sắp lên đây. Đó, đơn giản em có thể là cái này em thấy là đơn giản. Được đúng không? Dạ. Thì anh để qua đây cho em. Rồi em cứ sắp vào. Trong đó anh làm cái gì khác? Cái sắp làm sao mà tròn hết cho nó cao, ngó thấy nó nhiều, thiệt nhiều là được rồi. Đó. Đây đó là anh nhờ em đó hả? Đúng rồi, anh nhờ bước em. Bước mà dễ nhất mà không làm được nữa thì không có đâu. Còn đây là đậu hũ non mà cái món mà hôm trước em nói em rất là mê nè. Đó, em cắt nó ra. Rồi, em có thể cắt lại khối vuông dạ. Hay cái gì tùy thích. Thấy chưa, xong chưa? Sắp lên rồi em. Đó, em cứ kéo ra em. Đó, theo khéo tay để có khác không? Rồi. Đó, chưa trông chưa? Thành phẩm của em dễ nhất đây. Đó. Trời ơi, sắp đẹp hay để giữa mà ở trên cái chớp màu xanh nữa ha, có duyên ghê á. Được á, em để nó được, anh thấy hay đó, ý đó hay đó. Rồi, anh cũng xong rồi. Em xong chưa? Dạ rồi. Đây, trời ơi, phải lo từ xa luôn nè. Cảm ơn anh. Đấy, anh cũng có đây nè, lau sạch sẽ đúng không? Anh em mình sáng sớm là phải đi rửa tay thật sạch khi nấu ăn đúng không ạ? À? Thành ra những cái món mà mình cần bởi cái bàn tay mới dạ. Chăm chút mới ngon. Nên em đeo găng tay tùy trường hợp thôi. Rồi ở đây nè em thấy không, những cái hoa từ những cái cà rốt. Ra em có thể trang trí tùy em thích kiểu nào em để đâu, miễn sao thấy hấp dẫn đẹp là được rồi. Em sẽ cố làm sao cho hấp dẫn. Ừ.
Đó, khoảng cách nó cũng đều nhau. Rồi, dĩa gà mình cũng xong, để qua bên này. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ tới cái nồi nước xương. Thì hồi nãy á, anh Lý anh để bên này, mà anh thử lòng em, anh để bên này. Để chi phải không? Để cho dạ. Nóng em. Nói đùa vậy thôi, để đến bên đây để cho quý khán giả sổ tay nội trợ thấy rằng anh em mình làm nhau cũng qua là 2 kỳ. Dạ. Kỳ hôm nay là 3, thì hôm nay là em đứng bếp rồi, anh là phụ bếp đắc lực cho em. Việc đầu tiên anh nhờ em bỏ vào đây cho anh Tùng cả khoảng chừng 12 cái đinh hương đó thôi. 12 cái vào. Nhờ em đếm đi, tập đếm cho nó quen em. Nhỏ nhỏ, ừ bỏ ra thôi. Nhỏ nhỏ. Được chưa? Xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Xong rồi đúng không? Dạ, đơn giản thôi là nêm. Giờ là nêm. Cái này là... Đây anh nói gì em? Đây là dầu hào. Dầu hào, dạ. Đây là nước tương. Đây là giấm chua. Chua. À, ketchup. À, đây là những cái vị này để nêm. Trước tiên để anh chia sẻ với em. Thì cái này là nếu mà mình không nêm không đúng á, thì nó sẽ sôi bùng lên, nó trào dầu, trào nước ra. À, thành ra cái này để anh lo nha nè. Trước tiên là em nêm bột nêm, cho một ít một vào thôi, đừng có nhiều quá nó bùng lên. Dạ em mới biết đó. Đó, thành ra nếu mà em cho nó vào một lúc thì nó sẽ bùng lên là rất là nguy hiểm. Đó, cái này là cũng là em một cái mẹo. Dạ. Đúng rồi, em bỏ vào đây cỡ khoảng chừng 15 gram bột nêm. Dạ. Đó, em bỏ từ đợt thì thôi, chậm chậm mà nó chắc nha em. Rồi, tiếp tục ở đây là cái này thì thôi, yên tâm rồi. Em cho anh ra đây 2 muỗng súp dầu hào. Đó, dầu hào. Rồi, nhúng cái muỗng nó luôn xuống luôn cũng được nữa, khuấy khuấy lên. Đó, điệu nghệ ghê luôn á. Trời ơi. Trời anh. Rồi, để đây cho anh. Tiếp tục 2 muỗng nước tương. Và em cho vào đây cho anh Tùng một muỗng giấm chua. Rồi, màu đẹp chưa em? Màu đỏ tươi nha. Thì ở đây anh Tùng sẽ cho vào đây cả khoảng 10 gram thôi. Nói chứ 10 gram là cũng cay lắm rồi. Ớt sấy khô. Nhìn thấy nó hấp dẫn. Đó. Tại em thích ăn cay đúng không? Ừ. Yên tâm đi, chưa hết đâu. Còn ở đây là sa tế. Món này mà em thiếu sa tế là mất ngon nha. Thành ra là nó phải có sa tế trong này. Có cần bỏ ớt tươi đâu phải. Thôi em ơi, vậy thôi em còn bỏ ớt tươi nữa. Trời anh có bái phục em luôn á. Anh cũng là dân ăn ớt cay mà anh nghe em nói không là anh thấy là nó ê hết hàm răng mà đỏ hết cái môi rồi đó. Chị không nổi đâu. Rồi, gia vị mình đã nêm tương đối là ổn hết rồi. Còn những cái bông cà rốt đó em thả vào đó luôn. Mở lửa lên cho nó mạnh lửa là bắt đầu là... Thế là anh em mình có một bữa tiệc rồi. Anh Tùng ơi. Ừ? Em nghe cái mùi này em chịu hết nổi rồi, ngon quá. Cho em thử chút xíu cái nước lẩu này được không anh? Được em nếm thử đi. Đó. Hấp dẫn. Công nhận á. Dễ thương ha, em cái chỗ cái là... thích là nói thích à, cầm lọng đậu là nói liền. Nếm thử đi coi vừa chưa, để anh Tùng nêm. Ngon quá anh ơi. Có nghĩa là nãy giờ là em mới nước thôi đó mà đã ngon rồi. Rồi chút nữa em nhúng mì nè. Thơm rồi cái mùi cay á, cay này thì em rất là thích, nên là món này là chắc là em về em phải làm sao làm cho thiệt là ngon. Ừ. Để em mời anh qua ăn. Rồi. Rồi bây giờ xong cái công đoạn cuối cùng là em muốn cho ra nồi lẩu để chiêu đãi bạn bè. Dạ. Thì đậu hũ non em thả vào đây. Đó. Ít nhiều là tùy mình. Dạ. Ha. Thêm mình có thể thêm hoặc là thêm bớt. Nhưng mà anh thấy là bỏ vậy đây. Rồi tí nữa anh em mình bỏ vô sau. Dạ. Vừa đủ. Xong. Bây giờ mình chỉ có múc nước đổ qua đây là mình đem lên cái nồi lẩu hâm gà mình cũng đã có sẵn rồi. Anh ơi, cái món này đối với em là số 1 rồi. Rồi, không phải bàn. Nhưng mà em có một câu em hỏi mẹo anh nè. Hỏi mẹo nữa. Hỏi đi nói. Cua anh. Ừ. Sao mà mỗi lần mà mình hấp á, mấy cái
cái càng nhỏ 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 nó là rớt hết. Dạ, rớt ra. Rồi thứ nhất nữa là mình để nguội á thì nó lại không được ngọt, cũng như có cái mùi nó không có được thơm cho lắm. Cái lúc mà nó còn nóng. Rồi, dạ. Anh hiểu rồi, em mua con cua về. Dạ. Rồi con cua đủ hai càng 8 chân. Dạ đủ. Đủ hết, mà hồi em làm lên là coi như là nó lặt lè hết, rụng dạ. hết luôn. Rụng hết chứ còn vậy mới khó đó. Sao khó anh? Cái mà em mua con cua về còn nguyên mà em luộc xong mà nó rụng rời ra hết mới là khó, chứ còn cái mà luộc xong mà nó còn nguyên mới là dễ. Anh làm em thắc mắc quá. Dạ, múc được phần nữa rồi. Em thích em múc đi. Trong quá trình đó thì anh mới hướng dẫn cho em về con cua mà em vừa mới hỏi. Dạ. Thì nó cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là cua tươi nhưng mà tại sao hấp lên vẫn còn có mùi khai, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy vì em chưa có lấy tiết cua. Tiết cua là cái gì ạ? Tiết cua là máu á, mình nói đó. Thành ra bởi vậy bây giờ trước tiên là em dùng một vật nhọn hay là mũi kéo, em đâm vào đỉnh mà chỗ cái yếm của con cua đó. Ủa anh, đó giờ em mua cua về rửa sạch sẽ luộc thôi thì bởi vậy nó mới rụng càng. À rồi đó, và bây nó giờ hôi. Mới hiểu lý do tại sao rồi. Thành em mới dùng cái vật nhọn em đâm vào trong cái chỗ cái đầu đỉnh yếm á, em lật ngửa con cua lên, em đâm cái vật nhọn vào đỉnh yếm thì nó sẽ tiết ra cái máu, gọi là máu mà ta gọi là tiết cua. Dạ. Là thứ nhất vậy, thứ hai nó chết như vậy, nó chết rồi thì chân dạ. cẳng nó không bị hủy đi. À. Còn trong quá trình em luộc nước đang sôi em thả nó vào thì nó nóng, nó dùng dãy thì nó sẽ bị rụng hết. Rồi đó là cái cách mà để em làm khi em luộc, em hấp xong con cua vẫn còn nguyên 8 cái cẳng và 2 cái càng, đúng không? Rồi cái thứ hai em nói là con cua em hấp xong hay luộc xong ăn cảm thấy nó không có vị ngọt như lúc đầu, lúc nóng. Đúng rồi, vì em luộc trong nước nhiều quá nó ra hết cái chất ngọt. Là luộc cua thì phải luộc từ nước sôi chứ không phải luộc từ nước lạnh mà bỏ vô rồi mới đun, là cái nó ra hết chất ngọt. Cái thứ hai qua hấp thì anh chia sẻ cái này, hấp thì thay vì em để con cua nằm lại, cái mai nằm ở trên, thì giờ em lật ngược nó lại. À trời ơi, bây giờ nó mới để chứ đó, giờ cứ bỏ cua vô nước lạnh đúng không? Rồi mới mở lửa lên. Đúng không? Dạ. Sôi lên, thành ra là nó ra hết chất ngọt của cua rồi. Thành ra nếu mà em luộc cua bằng nước trực tiếp thì em để nước sôi, sau đó em thả cua vào. Còn nếu hấp thì em lật con cua trở lên, để cái mai bên dưới thì nó sẽ không có bị mất cái nước ngọt của cua đi. Rồi vậy không còn gì thắc mắc nữa không? Dạ không. Nhớ nha, hết nha. Dạ. Rồi múc lẩu chưa? Múc không? Hay là cần anh phải múc anh đổ qua luôn? Dạ thôi được rồi anh, để em làm. Rồi làm đi, vậy đi, xong đi, quyết định có vậy. Có bàn tay phụ nữ cho. Rồi. Hương vị. Đó. Em làm em hít hà hoài, làm anh cũng thấy là phấn khởi lắm ấy nha. Ngon lắm. Món ăn mình chưa có ấy mà có bạn đã khen hương vị là anh thích lắm rồi đó. Nóng à? Được không? Trời ơi, đừng có đùa, thôi cậy ráng vậy đi em. Thôi được rồi em ơi, đó, để còn mình chút mình còn bỏ mấy các thành phần khác vào em ha. Rồi anh để lên nha. Hấp dẫn ghê luôn. Chưa tạo cho nó có cái không gian, có cái hình ảnh một tí xíu. Chút nữa các anh em mình đem ra ngoài sân vườn, bật ga lên. Rồi, đĩa gà, tới đâu mình nhúng tới đó. Cả cái ăn kèm với các cái loại rau sống. Rau sống và cái em nhớ này, mì căng nè. Mì căng. À. Lá quà lá mì căng tươi em. Dạ, thử ra ngon lắm, giòn lắm. Ăn sống. Tở chanh chiên rồi. Đó anh nghe không? Giòn rụm không? Rồi, em cắm vào đây để biểu diễn thôi. Thấy không? Đó là mình. Thôi vậy thôi, để vậy thôi. Còn tiếng rồi mình ăn tới đâu thì mình nhúng vậy đó ăn được không? Ngon à. Ngon à phải không? Cảm ơn đầu bếp Thanh Tùng đã hướng dẫn cho Đinh Y Nhung cũng như là quý vị khán giả một món mới, đó là lẩu gà Tứ Xuyên. Quý vị ơi, quý vị hãy nhanh tay ghi lại những cái bước làm lẩu để làm cho gia đình cũng như bạn bè nhé. Đến đây Thanh Tùng và Đinh Y Nhung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình quây quần bên nồi lẩu chua cay thơm lừng, lẩu gà Tứ Xuyên. Trước tiên, thịt gà cắt lát mỏng và sắp đều lên dĩa. Khi nào ăn thì mới cho vào nồi lẩu cho nóng nhé. Cho vài lát gừng vào nồi nước sôi, 12 hạt đinh hương, 1 ít hạt nêm, 2 muỗng dầu hào, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng giấm chua, 10 gram ớt sấy khô, 2 muỗng sa tế. Đầu hũ non cắt khối hình vuông rồi cho vào nồi lẩu. Sau đó chan nước lẩu vừa nấu vào. Muốn đặc sắc hơn thì cho thêm vào vài lá tàu hũ kỳ đã chiên giòn. Chỉ vài bước thật đơn giản, thế là món ăn lẩu gà Tứ Xuyên đã hoàn thành. Không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nhưng vẫn đảm bảo một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mỗi thành viên trong nhà. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không vào bếp cùng Sổ Tay Nội Trợ hôm nay nào?